4 thói quen làm tổn thương tỵ dẫn đến bệnh tiểu đường. Thứ nhất, thức khuya hoặc là mất ngủ. Thức khuya và mất ngủ nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe tỵ và dẫn đến bệnh lý tiểu đường. Khi cơ thể bị thiếu ngủ và thức khuya thường xuyên thì việc tiết insulin trong tuyến tỵ nó sẽ bị gián đoạn, làm tăng hàm lượng chất béo tích tụ trong cơ thể, do đó có thể sẽ khiến bạn cảm thấy đói nè và thèm ăn nhiều hơn, dẫn tới tăng cân béo phì, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Và các nghiên cứu nó cũng chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp đôi với những người mà ngủ đủ 7 tới 8 giờ. Đó là vì đồng hồ sinh học của cơ thể bị rối loạn, làm tăng cái hàm lượng hormone cortisol gây stress. Đồng thời cái loại hormone này nó ảnh hưởng tới quá trình cân bằng glucose trong cơ thể. Thứ hai đó là ít vận động. Việc mà ít vận động hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ làm cho cái chỉ số kháng insulin nó tăng lên. Và kháng insulin là tình trạng mà các mô cơ thể không đáp ứng với lượng insulin mà cơ thể tiết ra. Điều này làm tăng lượng đường trong máu và áp lực lên tác động insulin, dẫn tới việc tuyến tỵ nó bị quá tải, suy giảm chức năng. Đây cũng là cơ chế cho sự phát triển của bệnh tiểu đường. Thứ ba đó là thói quen ăn uống không hợp lý. Thói quen ăn uống không hợp lý có thể gây tổn thương tỵ và dẫn đến bệnh lý tiểu đường. Có nhiều thói quen ăn uống xấu mà có thể dẫn tới bệnh tiểu đường, ví dụ như là bỏ bữa sáng nè, không ăn đủ 3 bữa một ngày hoặc ăn quá muộn trong buổi tối, ăn uống không đúng giờ, ăn các loại thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn và các đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt và nước ngọt có ga, uống nhiều rượu bia và những cái thức uống có cồn. Đó là những cái thức ăn, những cái loại cách ăn mà chúng ta dễ dẫn tới tiểu đường. Thứ tư là cảm xúc không ổn định. Theo nghiên cứu khoa học thì những người bị căng thẳng kéo dài có nguy cơ bị mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 57% so với những người tinh thần thoải mái. Điều này cho thấy stress nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc gây ra bệnh lý tiểu đường. Cảm xúc tiêu cực và stress có thể làm tăng mức đường huyết trong cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển của bệnh tiểu đường. Những cảm xúc tiêu cực có thể khiến cơ thể sản xuất ra lượng đường trong máu nhiều hơn, làm tăng cái khả năng kháng insulin và cái lượng đường trong máu nó sẽ tăng nhanh hơn. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.